Đây là con hon hay còn gọi là con giòn, con nhóc. Hai con này là khách bắt được khi lấy tiếng âm thanh 7 bên Thuận dụ nó ra bắt nha anh em. Thì cái bản này là bản tiếng của con cái nó đi tơ, với lại con với lại con đực. Mấy anh em nào cần file này thì liên hệ số điện thoại của Thuận trên màn hình để Thuận tư vấn cho anh em nha. Cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhẹp vào, hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, trồn, khóc và các loại thú rừng nhỏ v.v. đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đoạn mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh 7 mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe, đăng ký kênh trang này của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy. Đầy đủ hơn và không bị chèn nhẹp vào. Liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, trồn, sóc và các loại thú rừng nhỏ v.v. đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đoạn mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bản mà anh em ở trên mạng về. Thì hãy like và subscribe, đăng ký kênh trang bậy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để em phát huy nhiều hơn. Đầy đủ hơn và không bị chèn nhẹp vào. Hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, trồn, khóc và các loại thú rừng nhỏ v.v. đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đoạn mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh 7 mà anh em đã trên mạng rồi.